Hoàng Thái xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tập hợp lại những tin tức đã diễn ra trong tuần qua và gửi đến quý vị một video tổng hợp. Và ngay sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi. Công ty của nga và Trung Quốc bị phương Tây trừng phạt. Hoàng Thái xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Truyền thông đàm phán giữa nga và Ukraine có lẽ lại trở nên xám xịt khi Ukraine mở rộng cuộc tấn công vào khu vực cốt của Nga trong thời gian qua. Một lần nữa, cuộc đàm phán sẽ trở thành yếu tố then chốt để hai bên đưa ra những điều kiện cho nhau. Và căn cứ theo tình hình hiện tại, thì việc quân đội Ukraine có thể tiến bao xa tại khu vực Kursk và quân đội Nga sẽ tiến quân ra sao tại khu vực Donbass sẽ quyết định sự phát triển của các sự kiện trong tương lai. Chúng ta sẽ cùng phân tích diễn biến xoay quanh sự kiện này và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Chuyển vòng cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine Ngay từ đầu cuộc tấn công của Ukraine tại vùng cút của Nga, các nhà quan sát đã đặt ra câu hỏi tại sao Kiev lại mở một mặt trận mới khi mà tình hình tại các mặt trận khác đang gặp khó khăn. Và câu trả lời khả thi nhất là Kiev đang dùng cuộc tấn công này để củng cố vị thế đàm phán của mình. Đây cũng là cách giải thích chính thức của chính quyền Ukraine. Cố vấn cho văn phòng Tổng thống Mikhail Podiak cho rằng, bằng cách tấn công khu vực Ukraina Ukraine muốn thuyết phục Nga đàm phán theo các điều kiện của riêng mình. Ngay cả Tổng thống Nga Putin cũng nói về động cơ tương tự cho cuộc tấn công này của Ukraine, đồng thời tuyên bố rằng sau sẽ không có cuộc đối thoại nào đối với Ukraine. Mặc dù cho thế này, cả Ukraine và phương Tây đều không đề nghị Moscow dừng cuộc chiến dọc tiền tuyến, hoặc bất kỳ điều kiện nào khác mà Điện Kremlin có thể sẽ đồng ý. Mục tiêu của họ vẫn như cũ là gây ra một thất bại chiến lược dành cho Nga. Và cuộc tấn công tại khu vực Kursk đã xác nhận điều này. Các đơn vị quân đội Ukraina tiến vào khu vực Kursk vào sáng ngày 6 tháng 8. Họ kiểm soát một khu vực rộng lớn gần 1.300 cây số vuông, chiếm khoảng 5% lãnh thổ của Kursk. Nhưng Nga hiện kiểm soát gần 110.000 km vuông, chiếm hơn 18% lãnh thổ Ukraina. Rõ ràng là sẽ không có ai dám nói đến việc đổi 5% lãnh thổ vùng Kursk, lấy 18% lãnh thổ Ukraine. Vì vậy, cuộc tấn công này có thể có nhiều động cơ khác. Thứ nhất, đó là củng cố mạnh mẽ vị thế của Ukraine. Điều này cũng được Ukraine sử dụng để đạt được việc dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng tên lửa tầm xa trên lãnh thổ của Nga. Và thứ hai là cuộc tấn công vào khu vực Kursk được coi là đòn giáng mạnh vào lập trường nội bộ của nước Nga của Tổng thống Putin và là một trong những bước đi làm dung chuyển gây bất ổn tình hình tại Nga. Vì vậy mà chiến lược chung của Kiev và phương Tây vẫn không thay đổi. Họ không thỏa hiệp với Nga mà tiếp tục tiến hành một cuộc chiến lâu dài, nỗ lực gây bất ổn cho tình hình Nga. Và cuộc tấn công tại vùng Kursk phù hợp với chiến lược này. Tuy nhiên thì Điện Kremlin có chiến lược phản công riêng. Và để đáp lại việc Kiev tấn công bằng vũ khí tầm xa vào lãnh thổ của mình, Moscow có thể sẽ sử dụng đến các biện pháp mạnh mẽ hơn. Nếu quân đội Ukraine cố gắng củng cố các xu hướng tích cực trên mặt trận, thì điều này chắc chắn sẽ củng cố vị thế của họ trong các cuộc đàm phán trong tương lai. Một cuộc tấn công ở khu vực Kursk và những hành động tương tự có thể xảy ra trong tương lai là cách tốt nhất để buộc Nga phải đàm phán hòa bình. Theo các nhà quan sát, ngay cả trước các sự kiện ở khu vực Kursk, khả năng xảy ra bất kỳ thỏa thuận nào giữa các bên tham chiến đều được đánh giá là không cao. Nga đã yêu cầu trao toàn bộ lãnh thổ của bốn khu vực mà họ đã công bố vào năm 2022. Mặc dù chính quyền Ukraine đã bắt đầu nói về các cuộc đàm phán và khả năng kết thúc chiến tranh mà không cần trả lại tất cả các lãnh thổ, tuy nhiên tất cả đều rất mơ hồ. Đây có thể là một trò chơi ngoại giao của Kiev nhằm cho thế giới thấy rằng họ luôn sẵn sàng đàm phán. Vấn đề ở đây là Nga có đồng ý với những kế hoạch đàm phán này hay không. Tuy nhiên có những điều kiện tiền quyết nhất định cho việc đối thoại, chủ yếu là vì nó có lợi cho đảng Dân Chủ tại Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử. Nếu như chiến tranh có thể kết thúc trong những tháng tới, thì nó sẽ đánh bật một trong những con át chủ bài của Tổng thống Donald Trump ra khỏi tay của ông. Tuy nhiên, thì cuộc tấn công tại khu vực Kurs càng làm giảm thêm cơ hội đàm phán hiệu quả, vốn đã rất mong manh để chấm dứt chiến tranh. Thủ tướng Ấn Độ Modi đã đến Kiev vào cuối tuần trước và kêu gọi cả Ukraine và Nga hãy bắt đầu đàm phán hòa bình. Có thể giả định rằng ông Modi đã đưa ra một số đề xuất về điều kiện kết thúc chiến tranh. Nhưng mà liệu Ukraine và phương Tây có sẵn sàng đồng ý dừng chiến tranh tại tiền tuyến để đảm bảo lợi ích của Nga hay không. Và trong trường hợp này, vấn đề then chốt vẫn là tư cách thành viên của Ukraine trong NATO. Kiev và phương Tây chắc chắn sẽ nhấn mạnh vào điều này, nhưng mà Nga rất có thể sẽ phản đối và chỉ có thể thay đổi lập trường để đổi lấy một số nhượng bộ rất nghiêm túc từ phương Tây. Nhưng mà hiện tại, tất cả chỉ mang tính lý thuyết, vì giai đoạn đàm phán này vẫn còn rất xa. Việc quân đội Ukraine có thể tiến vào xa tại khu vực Kursk và quân đội Nga tiến vào xa tại vùng Donbass sẽ quyết định sự phát triển của các sự kiện trong tương lai. Người sáng lập Telegram bị giam giữ tại Pháp Vào đêm ngày 24 tháng 8, tại sân bay Paris, doanh nhân Pavel Durov, người tạo ra Telegram, đã bị bắt giữ. Ông đã bị buộc tội về gian lận, khủng bố, rửa tiền, buôn bán chất cấm và phân phối nội dung khiêu dâm. Theo các nhà điều tra, cáo buộc có thể liên quan đến việc những người đã sử dụng ứng dụng do Durov tạo ra cho những mục đích này doanh nhân người nga Pavel Durov có khối tài sản ước tính trị giá 15,5 tỷ đô la hiện đang sống tại Dubai, nơi đặt trụ sở chính của Telegram và mang hai quốc tịch là Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Khi bước ra khỏi máy bay, ông Durov đã bị tổng cục cảnh sát quốc gia Pháp bắt giữ theo lệnh truy nã vì những hành vi phạm tội có liên quan đến ứng dụng Telegram. Vì điều này mà ông Durov có thể phải đối mặt với án tù là 20 năm tại Pháp. Những chi tiết cụ thể về những hành vi phạm tội này hiện vẫn chưa được tiết lộ. Điều đáng lưu ý là lệnh truy nã Durov được ban hành trong thời gian cực ngắn. Ông Pavel Durov bị đưa vào danh sách truy nã chỉ vài phút trước khi máy bay của ông ta hạ cánh xuống sân bay tại Paris. Trong suốt sự nghiệp của mình, bà Veldorov đã từ chối hợp tác với các cơ quan tình báo của các quốc gia khác nhau và phản đối việc giám sát người dân. Theo một số phiên bản, việc giam giữ ông có liên quan đến việc ông đã từ chối hợp tác với cơ quan tình báo của Pháp. Ông bà từng tuyên bố rằng ứng dụng nhắn tin của mình là một trong số ít những ứng dụng không lạm dụng lòng tin của người dùng. Theo ông thì các nhà phát triển ứng dụng nhắn tin tại Mỹ và Trung Quốc được yêu cầu triển khai hệ thống cửa sau, cho phép các cơ quan tình báo của các quốc gia này truy cập dữ liệu cá nhân của người dùng. Vào năm 2017, FSB đã tuyên bố rằng ứng dụng Telegram đã được những kẻ khủng bố sử dụng trong vụ tấn công ở San Petersburg và yêu cầu cung cấp các khóa mã hóa để giúp truy cập vào thông tin của người dùng. Nhưng ban quản lý đã từ chối và các khóa mã hóa không có trên máy chủ của công ty và trên thiết bị của người dùng. Sau nhiều năm bị chặn, Telegram đã không bao giờ cung cấp khóa mã hóa mà bắt đầu hợp tác với chính quyền Nga về các yêu cầu cụ thể về khủng bố. Sau khi biết về vụ bắt giữ Pavel Durov, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Vladislav Danpakov đã kêu gọi Bộ Ngoại giao Nga hãy tìm cách trả tự do cho người tạo ra Telegram. Bộ Ngoại giao Nga đã giải thích rằng đại diện của Durov đã không liên lạc với Đại sứ quán Nga sau khi doanh nhân này bị bắt giữ. Nhưng cơ quan ngoại giao cũng đang cố gắng để làm rõ tình hình. Nhà báo Mỹ Tucker Carlson cũng bình luận về việc bắt giữ Pavel Durov, Gọi đây là lời cảnh báo sống động cho mọi chủ sở hữu nền tảng đã từ chối kiểm duyệt sự thật theo yêu cầu của chính phủ. Còn doanh nhân người Mỹ Elon Musk cho rằng, việc giam giữ Pavel Durov là một màn quảng cáo cho quyền tự do ngôn luận tại Hoa Kỳ. Mỹ trừng phạt 400 thực thể Nga và Trung Quốc. Bộ Tài chính Mỹ vào ngày 23 tháng 8 đã tuyên bố trừng phạt gần 400 cá nhân và tổ chức hỗ trợ các nỗ lực chiến tranh của Nga, bao gồm một số công ty Nga và Trung Quốc. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Wally Adesimo, Nga đã biến nền kinh tế của mình thành công cụ phục vụ cho tổ hợp công nghiệp quân sự. Washington đã nhiều lần cảnh báo Bắc Kinh về việc hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của Nga và đã ban hành hàng trăm lệnh trừng phạt nhằm hạn chế khả năng khai thác một số công nghệ nhất định cho mục đích quân sự của Moscow. Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố họ cũng nhắm vào những công ty mang lại doanh thu lớn của Nga như các công ty khai thác kim loại, khai thác mỏ và khí tự nhiên cũng như là các công ty về công nghệ để kiểm soát tài chính của Nga. Ngay từ đầu cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, thì chính quyền Bắc Kinh đã đứng về phía Nga, ra lệnh cho các phương tiện truyền thông nhà nước không được đưa tin bất lợi về Nga, cũng như trả lời một cách né tránh lời kêu gọi của các nhà ngoại giao Mỹ và phương Tây rằng Trung Quốc cần tôn trọng chủ quyền của các quốc gia khác. Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác định và trừng phạt một số công ty Trung Quốc đã cung cấp cho quân đội Nga, bao gồm Smarkit và Slipon có trụ sở tại Hồng Kông. Công ty này đã vận chuyển mạch tích hợp điện tử cho một số công ty robot của Nga có tên trong danh sách đen của Mỹ. Ngoài ra thì nhiều công ty điện tử tại Trung Quốc đại lục cũng nằm trong danh sách này. Bộ Tài chính Mỹ cũng đang cố gắng để gây áp lực lên hệ thống tài chính của Nga bằng cách trừng phạt các công ty phần mềm thanh toán Atom. Ngoài ra, thì 30 công ty khác liên quan đến ngành công nghiệp khai khoáng và kim loại của Nga cũng đã bị trừng phạt, bao gồm MMK, một trong những công ty thép hàng đầu thế giới và là công ty sắt thép lớn nhất tại Nga. Các quan chức lưu ý rằng lệnh trừng phạt được đưa ra một ngày trước ngày độc lập của Ukraine và phản ánh những cam kết mà Mỹ đã đưa ra nhằm hỗ trợ Kiev sau hội nghị thượng đỉnh G7. Sự kiện này cũng diễn ra cùng tuần với Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc là Lý Cường đã có chuyến thăm tới Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin để thảo luận về các kế hoạch chiến lược cho mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga. Người Mỹ chờ đợi để mua súng Cho đến nay, thì Tòa án tối cao của Mỹ vẫn duy trì các luật về thời gian chờ đợi để mua súng sau phán quyết của Tòa án tối cao vào năm 2022. Những người ủng hộ luật này thì tin rằng việc này có thể cứu mạng người. Nhưng mà những người phản đối cho rằng điều này sẽ vi phạm quyền tù chính án thứ hai, theo hiến pháp. Theo phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ vào ngày 23 tháng 6 năm 2022 trong vụ kiện Bruen, luật về súng phải phù hợp với văn bản rõ ràng của tù chính án thứ hai và phù hợp với luật tương tự từ thời điểm tù chính án được phê chuẩn để được coi là hợp hiến. Điều này đã khiến những người ủng hộ an toàn khôi phục thời gian chờ đợi để mua súng. Hiện nay thì nhiều tiểu bang như Hawaii, California, Washington, Minnesota, Florida và quận Columbia yêu cầu phải có thời gian để mua súng. Tòa án quận Hoa Kỳ tại Colorado và New Mexico đã duy trì thời gian chờ đợi tại các tiểu bang đó. Tuy nhiên thì vụ án Ortega v. Grisham tại New Mexico vẫn đang tiếp diễn. Các nhà hoạt động vì quyền sở hữu súng cho biết họ đang lên kế hoạch hành động pháp lý về thời gian chờ 72 giờ mới được thông qua. Đạo luật bảo vệ chống bạo lực súng ngắn Brady năm 1993 yêu cầu thời gian chờ đợi là 5 ngày, nhưng đã bị bãi bỏ vào năm 1998 khi mà hệ thống kiểm tra lý lịch tội phạm quốc gia bắt đầu hoạt động. Một số tòa án đã phán quyết rằng, tù chính án thứ hai cho phép thời gian chờ đợi vì nó chỉ điều chỉnh việc mua và bán vũ khí, chứ không phải bản thân vũ khí. Những người phản đối luật này cho rằng dữ liệu mơ hồ và không chứng minh được chắc chắn rằng bất kỳ vụ tự tử hay tội phạm nào được ngăn chặn nhiều thời gian chờ đợi. Đồng thời thời gian chờ đợi đã khiến cho nạn nhân trong các vụ bạo lực gia đình có thể trở nên mất mạng nhanh hơn. Bà cho biết rằng từ bảo vệ là trách nhiệm của cá nhân, không phải của nhà nước và tuyên bố sẽ kháng cáo quyết định này. Theo luật thì việc mua súng không thể hoàn tất cho đến ít nhất 3 ngày sau khi mà đại lý bán súng được cấp phép bắt đầu kiểm tra lý lịch theo yêu cầu của luật tiểu bang hoặc đã nhận được sự chấp thuận để chuyển nhượng súng và hoàn tất việc kiểm tra lý lịch tùy theo thời điểm nào muộn hơn. Mục đích là cung cấp một khoảng thời gian cho những người có thể có ý định phạm tội. Những người ủng hộ cho biết rằng, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thời gian chờ đợi để mua súng ngắn có thể làm giảm đáng kể số ca tử vong do súng mang lại. Nga và Ukraine trao đổi tù binh tại mặt trận Kurs Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Việc đàm phán để chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine đã được bàn đến từ lâu. Nhưng mà cho tới nay vẫn chưa có một dấu hiệu nào cho thấy có một kết quả khả quan trong việc này. Bởi vì điều kiện để thực hiện đàm phán không chỉ dựa vào hai bên trực tiếp tham chiến mà những ý kiến của Mỹ và châu Âu cũng quyết định phần lớn phương cách và kết quả của những cuộc đàm phán có thể xảy ra này. Và không để quý vị phải đợi lâu, ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết Kiev bị loại trừ, chỉ có Mỹ và Nga sẽ đàm phán về Ukraine. Cựu Thủ tướng Nga Sergei Stepasin cho biết, Mỹ và Nga sẽ đàm phán về Ukraine sau khi kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ, vì không có nhà đàm phán nào tại châu Âu và Ukraine có thể thương lượng. Ông Stepasin cho biết rằng các cuộc đàm phán với Kiev giờ đây đã bị loại trừ, do đó mà việc tiến hành chúng với ông Zelensky cũng giống như nói chuyện với Hitler. Bất kỳ thỏa thuận nào giờ đây có lẽ cũng sẽ lặp lại sai lầm của thỏa thuận Kasavius. Ông so sánh với các thỏa thuận có thể có với Kiev với việc ký kết các thỏa thuận Kasavius vào năm 1996, kết thúc hoạt động kéo dài 3 năm đầu tiên nhằm khôi phục trật tự hiến pháp tại Czechia. Trước đó, vào ngày 24 tháng 8, Tờ -môn đã viết rằng các cuộc đàm phán bí mật giữa Nga và Ukraine đã bị gián đoạn do cuộc tấn công tại Kovokos. Theo tờ báo này, các bên lẽ ra phải đồng ý ngừng các cuộc tấn công để thúc đẩy các thỏa thuận đàm phán, nhưng dường như cuộc tấn công đã chặn đứng mọi nỗ lực trước đó của các bên. Nó cũng thể hiện một điều, rằng Ukraine có thực sự mong muốn đàm phán hay không. Tờ báo này có đoạn viết, dưới sự bảo trợ của Qatar, các cuộc đàm phán bí mật đã được tổ chức giữa Kiev và Moscow nhằm đạt được lệnh ngừng bắn một phần vốn bị gián đoạn bởi cuộc tấn công tại Kovacos. Có thông tin cho rằng, các phái đoàn của Nga và Ukraine dự kiến sẽ gặp nhau tại Doha Hà, vào cuối tháng 8 này. Ngoài ra, thì vào ngày 17 tháng 8, tờ Washington Post của Mỹ cũng đã đưa tin rằng cuộc tấn công vào khu vực Kursk được cho là đã làm gián đoạn các cuộc đàm phán hòa bình bí mật đã được lên kế hoạch giữa Nga và Ukraine. Cần lưu ý rằng, các điểm thảo luận được đề xuất tại các cuộc đàm phán là một dự thảo giải quyết toàn diện và từ bỏ các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của hai bên trong khoảng thời gian là hai tháng. Tuy nhiên, thì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng đây chỉ là tin đồn. Theo ngoại trưởng Lavrov, sau khi quân đội Ukraina tấn công khu vực Kursk thì các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev là không thể diễn ra. Ngay cả tổng thống Nga Putin cũng nói rằng không có bất kỳ cuộc đàm phán nào sau khi quân đội Ukraina bắt đầu tấn công tại Kursk. Hơn nữa, ông Zelensky vào hôm 25 tháng 8 cũng đã tuyên bố rằng Ukraina sẽ không trao đổi lãnh thổ của họ chỉ để đổi lấy hòa bình. Ông cũng một lần nữa khẳng định mục đích của cuộc tấn công tại Kursk là để ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra tại khu vực Somi. Theo ông Zelensky, Kiev rất vui vẻ thảo luận về các ý tưởng hòa bình của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, nhưng cũng chưa sẵn sàng từ bỏ lãnh thổ của mình. Ông Zelensky cũng lưu ý rằng Kiev đang hành động theo cách như vậy, để buộc Nga phải sẵn sàng cho một thỏa thuận công bằng có thể có trong tương lai. UAE làm trung gian trao đổi tù nhân trong Nga và Ukraine theo Bộ Ngoại giao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Nga và Ukraine đã đồng ý trao đổi tù nhân do UAE làm trung gian, bao gồm 230 tù nhân và mỗi bên có khoảng 115 người. Đây là vụ trao đổi tù nhân đầu tiên kể từ khi Ukraine tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào khu vực Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8. Hãng thông tấn nhà nước Nga cho biết, những binh sĩ Nga trong vụ trao đổi đều bị bắt tại khu vực Kursk. Tất cả binh sĩ Nga được trả tự do hiện đang ở Belarus và sẽ được điều trị y tế và phục hồi chức năng sau khi trở về Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 115 binh sĩ Nga đã trở về từ lãnh thổ do Ukraine đang kiểm soát. Nga gần đây cũng đã thực hiện một cuộc trao đổi tù nhân quan trọng đối với Mỹ vào đầu mùa hè này. Trong đó, thì phóng viên Ivan Gaskovic của tờ Watch Street Channel và cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Van đã được trả tự do. Theo thỏa thuận trao đổi tù nhân đa quốc gia diễn ra vào hôm 1 tháng 8, Tại đường băng của sân bay ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, thì 10 người Nga đã được trao đổi với 16 người phương Tây. Thỏa thuận này là kết quả của nhiều tháng đàm phán bí mật. Được biết rằng nhóm người phương Tây được thả gồm công dân của các nước như là Mỹ, Slovenia, Na Uy, Đức và Ba Lan. Bộ ngoại giao UAE khẳng định vai trò của mình trong việc tạo điều kiện trao đổi tù nhân. Và cho biết, tổng số tù nhân được trao đổi thông qua nỗ lực hòa giải của UAE hiện đã lên tới gần 1.800 người. Đây là cuộc trao đổi tù nhân thứ bảy do UAE làm trung gian kể từ khi Nga và Ukraine diễn ra xung đột. Trong khi đó, thì ông Zelensky cũng xác nhận có 115 quân phòng thủ Ukraine đã trở về nước vào hôm 24 tháng 8, bao gồm những chiến binh của lực lượng vệ binh quốc gia, lực lượng vũ trang, hải quân, nhà nước. Cũng theo ông Zelensky, ngoài việc bắt giữ lính Nga, thì chiến dịch tại Kursk còn có một mục tiêu khác, nhưng mà ông không thể tiết lộ. Ông cũng cho biết hoạt động này là một cuộc tấn công phòng ngừa nhằm ngăn chặn cuộc tấn công của Nga vào thành phố Sumy của Ukraine. Ông cũng nói thêm rằng Ukraine sẽ làm mọi cách để có thể buộc Tổng thống Putin phải chấm dứt chiến tranh thông qua các biện pháp ngoại giao. Trung Quốc và Philippines đụng độ lần thứ ba trong một tuần. Căng thẳng tại Biển Đông tiếp tục gia tăng khi tàu hải cảnh Trung Quốc tiếp tục va chạm với tàu Philippines vào hôm 25 tháng 8. Đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ đối đầu trên biển và trên không giữa Trung Quốc và Philippines tại Biển Đông. Đây cũng là cuộc xung đột thứ ba giữa Trung Quốc và Philippines tại Biển Đông trong vòng một tuần qua. Vụ việc xảy ra gần bãi cạn Sabina. Philippines đã cáo buộc Trung Quốc tham gia vào các hoạt động hung hăng và nguy hiểm để ngăn chặn việc tiếp tế của nước này. Theo lực lượng đặc nhiệm Biển Đông của Philippines, các tàu Trung Quốc đã đâm vào một tàu dịch vụ Philippines đang chở thực phẩm, nhiên liệu và vật tư y tế cho người dân của nước này đồng thời còn dùng vòi rồng để tấn công con tàu này. Ngược lại thì lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc cáo buộc tàu số 3002 của Philippines đã phớt lờ cảnh báo của Trung Quốc và cố tình đâm vào tàu cảnh sát biển Trung Quốc số 21551. Lực lượng đặc nhiệm Philippines đã lên án nhiều tàu của Trung Quốc đã thực hiện các hoạt động nguy hiểm chống lại các tàu của cơ quan thủy sản Philippines, khiến cho các tàu Philippines bị hỏng động cơ và buộc các tàu này phải chấm dứt nhiệm vụ tiếp tế. Những hành động hùng hăng và bất hợp pháp này của Trung Quốc đã gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự an toàn của các thủy thủ và ngư dân Philippines. Nước này một lần nữa đã kêu gọi Bắc Kinh hãy ngừng các hành động khiêu kích làm suy yếu hòa bình và an ninh trong khu vực. Liên quan đến sự việc, Mỹ nhắc lại sự ủng hộ của họ đối với Philippines. Đại sứ Hoa Kỳ tại Philippines, Marikai Carlson, cũng đã lên án việc này trên mạng xã hội. Trước đó một ngày, Philippines cho biết một máy bay của cục nghề cá nước này đã bị đe dọa bởi pháo sáng do Trung Quốc đã phóng từ căn cứ của nước này trên đá Sobi trong chuyến tuần tra định kỳ tại Biển Đông. Một sự cố tương tự cũng đã xảy ra vào hôm 19 tháng 8. Philippines đã cáo buộc hai tàu bảo vệ bờ biển đã gặp phải các hoạt động bất hợp pháp và hùng hãn của tàu Trung Quốc gần đá xem Trên đường tới hai hòn đảo để cung cấp hàng tiếp tế cho nhân viên Philippines đang đóng quân tại khu vực này. Còn cảnh sát biển Trung Quốc thì cho biết một tàu Philippines đã cố tình va chạm với một tàu của Trung Quốc theo cách rất thiếu chuyên nghiệp và nguy hiểm. Được biết rằng hai nước đã đạt được một thỏa thuận tạm thời vào tháng 7 vừa qua sau nhiều lần xô sát gần bãi cạn Second Thomas. Nhưng mà các nhà phân tích tỏ ra nghi ngờ liệu rằng thỏa thuận tạm thời này có được duy trì hay không. Sau khi hai bên cung cấp những thông tin chi tiết có vẻ như rất mâu thuẫn về nội dung thỏa thuận của họ. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết trong một tuyên bố trên X rằng nước này sẽ tiếp tục khẳng định các chủ quyền của mình tại Biển Đông. Lưu ý rằng thỏa thuận tạm thời với Bắc Kinh đã đạt được mà không làm tổn hại đến lập trường quốc gia. Tuy nhiên thì Trung Quốc vẫn tiếp tục đưa ra yếu sách đối với hầu hết vùng biển này và phớt lờ phán quyết của tòa án quốc tế rằng những tuyên bố của nước này không có cơ sở pháp lý. Gần 2.000 đài truyền hình tại Trung Quốc có nguy cơ phá sản. Nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy thoái và liên tục có những báo cáo về việc cắt giảm lương và sa thải nhân viên trong nhiều ngành nghề khác nhau. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ Internet, ngành truyền thông truyền thống đang trải qua những thay đổi chấn động. Có thông tin lan truyền rằng gần 2.000 đài truyền hình cấp quận, huyện trên cả nước Trung Quốc có nguy cơ sẽ bị phá sản. Trên các nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc, có vô số những thông tin chi tiết về việc cắt giảm lương, nợ lương của các đài truyền hình này. Một bộ dữ liệu cho thấy, tính đến cuối năm 2023, có gần 700 đài truyền hình cấp quận tại Trung Quốc đã ngừng phát sóng hoặc đóng cửa văn phòng. Và xu hướng đóng cửa này vẫn đang tiếp tục diễn ra. Điều này có nghĩa là sẽ có gần 2.000 đài truyền hình cấp quận của nước này hiện đang đứng trước nguy cơ bị phá sản. Một khi các đài truyền hình này phá sản, đồng nghĩa với việc một lượng lớn nhân viên sẽ phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp. Ngay khi tin tức này xuất hiện, nó đã gây ra sự quan tâm và sự thảo luận sôi nổi từ mọi tầng lớp xã hội Trung Quốc. Suy cho cùng, các đài truyền hình các quận từng là nơi để người dân địa phương Trung Quốc tiếp nhận thông tin. Một khi số lượng lớn đài truyền hình đóng cửa, thì điều đó không chỉ ảnh hưởng đến cách tiếp nhận thông tin của người dân, mà còn làm cho xã hội trở nên bế tắc khi một lực lượng lớn đông đảo lao động trong nghề này sẽ bị sa thải. Trung Quốc hiện nay có hệ thống 4 cấp gồm các kênh truyền hình trung ương, tỉnh, quận và huyện. Người ta ước tính rằng số lượng kênh truyền hình tại Trung Quốc có thể lên tới hơn 20.000 kênh. Nguyên nhân chính các đài truyền hình địa phương bị phá sản không phải vì các phương tiện truyền thông truyền thống đã lỗi thời, mà vì các đài truyền hình này không thể chống chọi được trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Người dân giờ đây đại đa số đã tiếp nhận thông tin thông qua Internet mà rất ít quan tâm đến TV. Theo một thống kê chưa đầy đủ, trong quý 1 năm 2023, tỷ lệ bật TV thông minh trung bình hàng ngày tại Trung Quốc chỉ là 29,5%, mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Với sự phổ biến của internet, ngày càng có nhiều người bắt đầu xem các chương trình video khác nhau thông qua điện thoại di động, máy tính bảng và các thiết bị di động khác. Giờ đây chỉ cần có điện thoại di động, bất kỳ ai cũng có thể trở thành người tự tạo media, tạo chương trình video của riêng mình và thực hiện các chương trình phát sóng thông qua các nền tảng xã hội khác nhau. Hơn nữa, các phương tiện truyền hình chính thức của nhà nước Trung Quốc thì luôn trong tình trạng bị kiểm duyệt thông tin. Nội dung thì buồn tẻ và các sự kiện lớn thì phải được chính phủ công bố thống nhất. Điều này khiến cho công chúng khó tiếp cận được những thông tin chính xác và mang tính khách quan. Vậy nên những đài truyền hình này sẽ bị phá sản là một điều tất yếu của tự nhiên. Căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Hezbollah và Israel Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, có lẽ kể từ khi xảy ra cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, thì mặt trận Kursk là nơi mà vũ khí phương Tây viện trợ cho Kiev bị phá hủy nhiều nhất. Trong khi đó, thì nội bộ nước Mỹ cũng đang trở nên rối ren hơn khi cuộc bầu cử chính thức sắp diễn ra. Cùng với sự can thiệp của Mỹ tại mặt trận Ukraine, Trung Đông và có thể là cả ở khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung chi tiết. Hàng loạt xe tăng hạng nặng của NATO bị phá hủy tại Kursk. Cùng với quân đội tinh nhuệ và lính đánh thuê nước ngoài, cuộc tấn công bất ngờ của Kiev tại khu vực Kursk có liên quan đến việc sử dụng một loạt các thiết bị của NATO. Dưới đây là những vũ khí hạng nặng của phương Tây đã bị Nga phá hủy hoặc thu giữ tại mặt trận Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổn thất của Ukraine tại Kursk kể từ ngày 6 tháng 8 bao gồm hơn 70 xe tăng, hơn 30 xe chiến đấu bộ binh, 58 xe bọc thép chở quân, hơn 380 xe ACV, 37 khẩu pháo, 5 tên lửa đất đối không, 9 hệ thống tác chiến điện tử và 5 thiết bị kỹ thuật. Cụ thể, đối với xe tăng Challenger 2, đây là dòng xe tăng hiện đại duy nhất chưa từng bị hỏa lực của đối phương phá hủy kể từ khi London bắt đầu gửi chúng đến Kiev vào năm ngoái. Tuy nhiên, thì một loại đạn dược của Nga đã phá hủy một chiếc Challenger 2 tại khu vực Kursk vào giữa tháng 8 này. Đối với loại xe tăng Abram cũng mất đi vẻ hào nhoáng sau khi được gửi đến Ukraine. Với vụ tiêu diệt Abram đầu tiên ở Kursk được báo cáo vào tuần trước, cho đến nay thì ít nhất 20 trong số 31 xe Abram được cung cấp cho Kiev đã bị quân đội Nga phá hủy. Đối với pháo phản lực HIMARS, thì theo số liệu của Bộ Quốc phòng, ít nhất là 3 trong số các hệ thống pháo phản lực có độ chính xác cao này đã bị phá hủy trong cuộc tấn công tại Kursk. Còn Tchaikovsky cũng bị lực lượng Nga phá hủy cùng với những chiếc Marder. Vào tuần trước, một đoạn video cho thấy một chiếc Marder được sử dụng để phá hủy nhà cửa ở một ngôi làng thuộc khu vực Kursk, nhưng mà sau đó đã bị lực lượng Nga phá hủy. Còn đối với xe chiến đấu bộ binh Bradley, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ít nhất là 8 chiếc Bradley đã bị phá hủy chỉ trong vòng 24 giờ vào ngày 12 tháng 8 tại mặt trận Kursk. Cùng với đó, 5 chiếc Bradley khác cũng đã được báo cáo là bị phá hủy trong các cuộc giao tranh ở những mặt trận khác cho đến thời điểm này. Còn đối với những chiếc xe bọc thép như là M113, APC những chiếc xe bọc thép có bánh xích từ thời những năm 1960 cũng đã được phát hiện đang hoạt động tại khu vực Kursk. Ít nhất là một chiếc M-13 đã bị máy bay không người lái FPV tấn công. Các xe của NATO được phát hiện ở Kursk nhưng mà chưa được xác nhận là đã bị phá hủy, bao gồm xe bọc thép Husky TSV của Anh và xe IMV Otoka Kursk do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào hôm 26 tháng 8, lực lượng Ukraine đã mất hơn 6.200 quân nhân và 73 xe tăng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tại khu vực Kos. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm phía Bắc của Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Ukraine và ngăn chặn các nỗ lực tấn công của quân đội nước này theo 8 hướng trong khu vực. Đồng thời nói thêm rằng Kiev đã mất tới 30 người, một xe tăng và ba xe bọc thép chiến đấu. Căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Hezbollah và Israel Căng thẳng giữa Hezbollah và Israel đã bùng nổ giữa một loạt các cuộc tấn công qua lại. Theo các nhà quan sát, không bên nào thực sự muốn một cuộc chiến tranh toàn diện vì nó sẽ có thể chấm dứt mọi hình thức cuộc sống bình thường của các bên, cũng như là nhấn chìm hy vọng của Tehran trên mặt trận ngoại giao và kéo dài nguồn lực của Mỹ đến điểm giới hạn. Các hãng hàng không lớn đã bắt đầu chuyển hướng các chuyến bay đến và đi từ Beirut và Tel Aviv vào cuối tuần qua. Trong bối cảnh lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Hezbollah và Israel, Việc hủy chuyến bay cũng đã diễn ra do các cuộc tấn công trên không quy mô lớn của 100 máy bay chiến đấu Israel nhằm vào các mục đích của Hezbollah trên khắp miền Nam Liban vào sáng hôm 25 tháng 8. Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 25 tháng 8, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã trích dẫn việc dân quân nhắm mục tiêu thành công vào các địa điểm quân sự và tình báo của Israel. Nasrallah cho biết sự chậm trễ trong phản ứng của dân quân đối với vụ ám sát sớt vào ngày 30 tháng 7 là nhằm mục đích tạo thời gian cho các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza có kết quả. Ông này cho rằng đây là một cơ hội mà thủ tướng Netanyahu và Mỹ đã không biết tận dụng. Giới quan sát bình luận rằng các tác nhân khu vực và quốc tế đã gián tiếp tham gia vào cuộc chiến này, tiêu biểu như Mỹ và Iran không có ý định tham gia trực tiếp. Các chuyên gia cũng chỉ ra các yếu tố của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới cùng với những nỗ lực của Iran nhằm xích lại gần hơn với các nước phương Tây về mặt ngoại giao sau cuộc bầu cử vào tháng 7 vừa qua. Bởi vậy nên các cuộc tấn công qua lại gần đây, mặc dù có vẻ nghiêm trọng nhưng vẫn có kiểm soát. Điều này ám chỉ rằng không bên nào sẵn sàng truyền tình hình hiện tại thành một cuộc chiến tranh lớn hơn. Bên cạnh đó thì có nhiều lý do khác khiến cho Israel và đặc biệt là Mỹ không thực sự muốn xảy ra một cuộc xung đột toàn diện. Hezbollah không giống như là Hamas. Đây là một lực lượng đáng cường và có thể sánh ngang với quân đội của các quốc gia về nhiều khía cạnh. Điều đó sẽ gây tổn hại cho bất kỳ đội quân nào tấn công họ. Hezbollah có thể đe dọa Israel bởi sức mạnh từ những tên lửa đàn đạo mà họ có. Những tên lửa này có khả năng vô hiệu hóa hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel. Chính các cuộc tấn công gần đây của Hamas vào Israel đã chứng minh rằng hệ thống phòng không của Israel không thể phát huy hiệu quả bảo vệ 100%. Và nếu như cuộc xung đột leo thang thành một cuộc chiến tranh thực sự với Hezbollah, thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn đối với theo Aviv. Còn đối với Mỹ, thì việc triển khai thêm các nguồn lực cho khu vực này cũng sẽ trở nên tốn kém hơn rất nhiều khi cần quá nhiều chi phí để có thể bảo vệ Israel. Máy bay quân sự của Trung Quốc xâm phạm không phận Nhật Bản Các quan chức Nhật Bản cho biết, vào sáng ngày 26 tháng 8, một máy bay trinh sát Y-9 của Trung Quốc đã xâm phạm không phận Nhật Bản tại quần đảo Danio, ngoài khơi của tỉnh Nagasaki. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, chiếc máy bay này đã bay quanh khu vực gần quần đảo trong một thời gian, sau khi rời khỏi không phận Nhật Bản. Ngay sau đó, chính phủ Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối tới Trung Quốc về hành vi vi phạm này. Sự cố xảy ra vào thời điểm Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động quân sự xung quanh Nhật Bản. Chính quyền Trung Quốc thường xuyên cho máy bay bay qua không phận quốc tế trên biển Hoa Đông. Nhưng Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận rằng, sự cố mới nhất này là lần đầu tiên mà máy bay quân sự của Trung Quốc xâm phạm không phận của Nhật Bản. Ngay sau sự việc, Thứ trưởng Ngoại giao Masataka Okano cũng đã triệu tập một quan chức cấp cao tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo vào tối ngày 26 tháng 8 để yêu cầu mạnh mẽ ngăn chặn bất kỳ trường hợp nào như vậy tái diễn trong tương lai. Tổng Cục trưởng Cục các vấn đề châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản là ông Namasu Hirozuki cũng đã nộp đơn phản đối khi mà ông gặp Tổng Cục trưởng các vấn đề châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Lưu Kim Tùng tại Tokyo. Sự việc diễn ra ngay sau khi một nhóm nhà lập pháp lưỡng đảng của Nhật Bản đến thăm Đài Loan để thảo luận về các vấn đề an ninh, khiến cho Bắc Kinh phải đưa ra tuyên bố cảnh báo rằng Nhật Bản phải trả giá đắt nếu can thiệp vào các kế hoạch của chính quyền này đối với Đài Loan. Các nhà lập pháp Nhật Bản cũng đã gặp Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức vào ngày 14 tháng 8 và Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Lâm Gia Long vào ngày 15 tháng 8. Đảng cầm quyền Trung Quốc đã lên tiếng về ý định chiếm giữ Đài Loan bằng vũ lực nếu họ tin rằng điều đó là cần thiết. Nếu Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo này, thì sẽ mang lại cho chế độ này lợi thế chiến lược so với Nhật Bản. Eo biển giữa Trung Quốc và Đài Loan cũng là một tuyến đường thương mại quốc tế rất quan trọng. Một số quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết, còn quá sớm để kết luận rằng hành động mới nhất của Trung Quốc là cố ý. Nhật Bản sẽ tiếp tục đánh giá sự cố, đồng thời theo dõi hành động của Trung Quốc. Trước đó thì máy bay phi quân sự của Trung Quốc đã hai lần xâm phạm không phận Nhật Bản vào năm 2012 và năm 2017. Cả hai đều bay vào không phận xung quanh quần đảo Senkaku của Nhật Bản, nơi Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền tại tỉnh Okinawa. Trung Quốc có thể chiếm đảo Đài Loan trong 6 tháng Các nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh và Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng Trung Quốc có thể giành quyền kiểm soát quần đảo Kim Môn ngoài khơi của đảo Đài Loan trong vòng 6 tháng tới, vì tin rằng Mỹ sẽ không có phản ứng mạnh mẽ trước hành động xâm lược của mình. Các nhà nghiên cứu đã viết trong báo cáo được công bố vào ngày 21 tháng 8 rằng tại Hoa Kỳ, tổng thống Joe Biden đang trong giai đoạn khó khăn sau khi tuyên bố rút khỏi cuộc đua tổng thống vào năm 2024. Bối cảnh chính trị của Hoa Kỳ cũng đang trong tình trạng rất hỗn loạn và chia rẽ trong bối cảnh cuộc bầu cử đang diễn ra. Cùng với cuộc chiến tại Ukraine và giải Gaza, người dân Hoa Kỳ không muốn giới chức của nước này lấn sâu thêm vào các hoạt động chiến tranh nữa. Tập Cận Bình có thể tin rằng những yếu tố này sẽ ngăn cản Hoa Kỳ phản ứng kịp thời và mạnh mẽ đối với chiến dịch tấn công Kim Môn của ông trước khi Tổng thống Hoa Kỳ mới nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Báo cáo được công bố trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Đài Loan sau cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan vào tháng 1 của ông Lại Thanh Đức. Cơ quan Cảnh sát biển Đài Loan cho biết các tàu tuần tra của họ đã trục xuất khoảng 835 tàu thuyền Trung Quốc khỏi vùng biển do Đài Loan kiểm soát từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay. Số lượng tàu thuyền của Trung Quốc tại vùng biển này đã khiến cho Bộ trưởng Quốc phòng Khâu Quốc Chính phải cảnh báo rằng Trung Quốc đang cố ý để thiết lập một chuẩn mực mới xung quanh vùng biển này. Vào tháng 7 vừa qua, căng thẳng trên eo biển Đài Loan đã gia tăng khi tàu tuần dương của Trung Quốc bắt giữ một tàu cá của Đài Loan, cách quần đảo Kim Môn khoảng 17,5 hải lý. Các nhà quan sát cho biết, chính quyền của ông Lại Thành Đức đang phải đối phó với những cuộc chiến chính trị thường xuyên với liên minh đối lập, bao gồm quốc dân đảng và đảng nhân dân Đài Loan. Những đảng này đang tạo ra liên minh để củng cố, cản trở chương trình nghị sự của DPP, nhằm ngăn chặn sự bành trướng của chính quyền Bắc Kinh. Do đó mà các nhà nghiên cứu lập luận rằng, cả Mỹ và Đài Loan đều rất khó để có thể phản ứng một cách hiệu quả nếu như Trung Quốc quyết định hành động tấn công quần đảo Kim Môn. Được biết rằng quần đảo Kim Môn nằm cách Trung Quốc đại lục khoảng 3 dặm và cách Đài Loan khoảng 124 dặm do Kim Môn gần với Trung Quốc hơn nên rất khó để Đài Loan có thể bảo vệ quần đảo này. Và để chiếm đảo Kim Môn, Trung Quốc có thể thực hiện động thái đầu tiên sau khi mà lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc bình thường hóa các cuộc xâm nhập vào vùng biển hạn chế và bị cấm của Kim Môn, cho đến khi các cuộc xâm nhập như vậy xảy ra gần như hàng ngày. Tiếp theo, Trung Quốc sẽ bắt đầu các nỗ lực bắt giữ các tàu Đài Loan ở vùng biển mà Trung Quốc không kiểm soát một cách rõ ràng và sẽ cho UAV giám sát dân sự trực tiếp trên các căn cứ quân sự của Kim Môn. Các nhà nghiên cứu dự đoán, cảnh sát biển Trung Quốc sẽ giàn dựng hoặc tận dụng sự cố đáng tiếc và sử dụng sự kiện này để thiết lập khu vực cách ly xung quanh Kim Môn và ngăn chặn việc chuyển giao thêm bất kỳ vũ khí nào đến các đảo quanh quần đảo này. Và để cô lập Kim Môn hơn nữa, Trung Quốc sẽ áp đặt vùng cấm bay trên khu vực này và phá hủy các tuyến cáp ngầm của quần đảo này kết nối với đất liền Đài Loan. Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng chính phủ Đài Loan cuối cùng sẽ phải nhượng bộ, đồng ý biến quần đảo Kim Môn thành khu phi quân sự. Cuối cùng thì Trung Quốc sẽ thành lập các tiền đồn và văn phòng liên lạc của chính phủ tại Kim Môn với lý do là giám sát quá trình phi quân sự hóa và duy trì sự hòa bình. Họ có thể điều chỉnh các tổ chức này cùng với chính quyền dân sự của Kim Môn. Trung Quốc sau đó sẽ biến Kim Môn thành một hình mẫu của mô hình một quốc gia hai chế độ mà họ muốn áp dụng cho Đài Loan. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng trình từ các hành động mà Trung Quốc sẽ thực hiện để chiếm Kim Môn là một kịch bản rất tốt. Nhưng chắc chắn sẽ có những rủi ro có thể làm trịch hướng kế hoạch của Trung Quốc. Nếu như Trung Quốc thực hiện lệnh cách ly đối với Kim Môn, thì một hành động được khuyến nghị mà Mỹ và các đồng minh có thể phối hợp là cho tàu chiến của họ đi qua eo biển Đài Loan. Một khuyến nghị thứ hai là cùng nhau áp đặt các lệnh trừng phạt tài chính và hạn chế thương mại đối với Trung Quốc để ngăn chặn khả năng xảy ra bất kỳ hành động xâm lược nào trong tương lai của chính quyền Trung Quốc đối với các quần đảo của Đài Loan. Đạo luật quan hệ quốc tế Đài Loan là luật cho phép Mỹ cung cấp cho hòn đảo này thiết bị quân sự để tự vệ. Luật này được ký sau khi Washington chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc để ủng hộ cho Bắc Kinh vào năm 1979. Việc Mỹ không phản ứng hiệu quả với một cuộc khủng hoảng như vậy sẽ gây ra những tác động tiêu cực lan tỏa đến niềm tin của các đồng minh của Mỹ tại châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines cùng với những chiếc ô phòng thủ của Hoa Kỳ. Do đó mà việc duy trì chủ quyền của Đài Loan đối với các hòn đảo này là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, không chỉ đối với Đài Loan mà còn của cả Mỹ quốc. Nga tung bằng chứng Ukraine sử dụng đạn hóa học từ phương Tây Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bình luận về những sự kiện xoay quanh cuộc chiến Ukraine như bằng chứng mà Nga thu được về việc Kiev sử dụng đạn hóa học từ phương Tây. Về việc các mục tiêu mà Nga nêu tên sẽ tấn công vào Ukraine, cùng với một số sự kiện đến từ Mỹ và Trung Quốc. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Nga tung bằng chứng Ukraine sử dụng đạn hóa học từ phương Tây Người đứng đầu lực lượng phòng vệ sinh học của lực lượng Nga cho biết, quân nhân Ukraine đang được huấn luyện sử dụng đạn hóa học cho các hệ thống pháo binh do phương Tây sản xuất. Theo đó, tài liệu thu được được tìm thấy tại các vị trí bị bỏ hoang của Ukraine là những tài liệu hướng dẫn, phương pháp để xử lý đạn dược pháo bình, chứa hóa chất. Phía Nga cũng có bằng chứng cho thấy Ukraine đã nhập khẩu khoảng 500 tấn lamin có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hóa học như mù tạt nitơ, một chất gây kích ứng rất mạnh. Lực lượng Nga cũng đã tìm thấy các chất có chứa thallium, nitrate, độc hại trong một kho vũ khí của Ukraina. Nga đã gửi bằng chứng về hành vi vi phạm công ước của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học của Ukraine tới Ban Thư ký Kỹ thuật của OPCW, nhưng mà hiện vẫn chưa nhận được phản hồi. Bằng chứng do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra cho thấy, phương Tây tiếp tục hành động vi phạm các hiệp ước quốc tế trong việc cấm vũ khí sinh học và hóa học. Trong cuộc họp báo vào ngày 27 tháng 8, Bộ Quốc phòng cho biết Washington đang tăng cường nỗ lực phát triển các vũ khí sinh học, có khả năng nhắm mục tiêu một cách có chọn lọc và các nhóm dân tộc cụ thể. Một phân tích cập nhật về các hoạt động của phương Tây đã tiết lộ rằng, phương Tây đang lôi kéo Moldova và Romani vào chuỗi hậu cần liên quan đến quá trình thu mua vật liệu sinh học từ công dân Nga, Ukraine và quốc quốc gia hậu Xô Viết. Trong giai đoạn từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 5 năm 2024, hơn 2.000 trường hợp vận chuyển mẫu vật liệu sinh học qua lãnh thổ Moldova đã được thực hiện. Việc đưa Moldova và Romani vào chương trình vận chuyển có thể được coi là sự khởi đầu của một chương trình quy mô lớn nhằm thay đổi chuỗi hậu cần trong lĩnh vực sản xuất hàng loạt vật liệu sinh học sang Mỹ Quốc. Phía Nga đã cáo buộc rằng phương Tây đã thu thập ít nhất 16.000 mẫu sinh học ra khỏi Ukraine trước khi mà cuộc xung đột bắt đầu. Vật liệu sinh học đã được lấy từ Trung tâm Y tế Công cộng Ukraine đến các phòng thí nghiệm nghiên cứu của phương Tây. Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo về khả năng chính quyền Kiev sẽ tiến hành các hành động khiêu khích bằng cách sử dụng hóa chất độc hại này. Bên cạnh đó, các nhà hoạch định về vũ khí sinh học của phương Tây cũng đang chuẩn bị công bố một báo cáo gây chấn động. Đó là kêu gọi mọi các chính quyền Mỹ hãy cải thiện các biện pháp phòng thủ sinh học của quốc gia và xây dựng chiến lược để giải quyết các mối đe dọa sinh học trên toàn cầu. Tài liệu được biên soạn bởi Ủy ban của lưỡng đảng, bao gồm cả cựu nhân viên cấp cao của chính quyền Clinton, Bush và Obama. Ủy ban này đã gọi báo cáo mới của mình là kế hoạch chi tiết quốc gia về phòng thủ sinh học năm 2024. Báo cáo kế hoạch quốc gia về phòng thủ sinh học năm 2024 đưa ra chưa đầy một tháng sau khi Liên minh NATO công bố thông tin chi tiết về một chiến lược quốc tế đáng báo động nhằm quản lý việc phát triển và sử dụng có trách nhiệm các công nghệ sinh học và công nghệ nâng cao sức khỏe con người. Nỗ lực đáng sợ này đã vấp phải sự phản đối của nhiều người dân trên thế giới. Họ coi nỗ lực theo hướng này là phương tiện để thiết lập mức độ kiểm soát chưa từng có đối với nhân loại. Nga nêu tên các mục tiêu tấn công vào Ukraine. Ukraine trong 48 giờ qua luôn trong tình trạng báo động không kích. Quân đội Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine, nơi đảm bảo các hoạt động của tổ hợp công nghiệp quân sự của nước này. Hoạt động này có quy mô cực kỳ lớn và bao gồm một số làn sóng tấn công phối hợp, sử dụng cả máy bay không người lái và vũ khí tầm xa. Cần lưu ý rằng tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công. Tình trạng bất tiện bắt đầu đã xảy ra ở Ukraine và việc vận chuyển vũ khí, đạn dược bằng đường sắt đến tiền tuyến cũng đã bị gián đoạn. Trong tháng qua, Ukraine đã đưa một lượng đáng kể vũ khí hiện đại như bệch chứa đến gần tiền tuyến, nhưng cũng chính vì điều này mà họ đã phải chịu tổn thất rất lớn, khó có thể phục hồi. Một số cơ sở cố định của lực lượng Ukraine vẫn đang được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt, nhưng sức mạnh và khả năng của lực lượng phòng không Ukraine thì đang bị bào mòn đáng kể. Kiev trước hết đang cố gắng bảo vệ sân bay Giuliani. Phần lãnh thổ còn lại của Ukraine thì đang bị bảo vệ từ trên không. Vị trí phòng không của Ukraine đã cho phía Nga thấy rằng khu vực và lãnh thổ nào đặc biệt quan trọng đối với họ. Và Nga đã dựa vào những thông tin này để lựa chọn mục tiêu cho các cuộc tấn công sau cuộc đột kích bằng UAV. Các mục tiêu là cơ sở hạ tầng năng lượng. Ngay trong đợt tấn công đầu tiên của Nga, hàng chục mục tiêu như vậy đã bị tấn công trên khắp lãnh thổ Ukraine. Điều đáng nói là Ukraine đang cố gắng phóng đại kết quả của các cuộc đột kích. Đồng thời những thành công thực sự đều được che giấu và kiểm duyệt một cách rất cẩn thận. Vì vậy, theo dữ liệu chưa đầy đủ, nằm trạm biến áp và tô biên của nhà máy thủy điện Kiev đã bị hư hỏng sau các cuộc đột kích. Tuy nhiên, thì nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động được kết nối với mạng lưới chung của Ukraine là Khmelnytsky lại không bị hư hại, vì chúng hoàn toàn không phải là mục tiêu tấn công của lực lượng Nga. Vai trò của việc sản xuất tiện hạt nhân ở Ukraine đã tăng mạnh đáng kể kể từ khi thành lập quân của phía Bắc. Nhưng quân đội Nga chưa bao giờ nhắm vào các đối tượng có nguy cơ cao này. Để đóng cửa hoàn toàn khu liên hợp công nghiệp quân sự của Ukraine, Nga chỉ cần làm tên liệt 8 đối tượng, đó là 5 trạm biến áp có công suất 750 kV và 3 thiết bị đóng cắt ngoài trời. Kết quả sẽ là việc cắt điện không chỉ đối với khu liên hợp công nghiệp quân sự, mà còn đối với giao thông đường sắt, bao gồm cả tàu điện ngầm cũng như thông tin liên lạc di động và Internet. Điều này sẽ tạo ra một sự hỗn loạn trên thực tế đối với cuộc sống của người dân. Điều này cũng sẽ khiến cho Ukraine mất điện trên diện rộng ở các thành phố lớn như là Kiev, Vinista, Lviv và Sumy. Cùng với đó, thì hệ thống giao thông đường sắt và tàu điện ngầm ở nhiều nơi cũng sẽ phải dừng hoạt động. Ngoài ra, thì các công ty sản xuất công nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề. Tuy nhiên, lưới điện chung của Ukraine vẫn tiếp tục hoạt động dù ở mức công suất tối thiểu. Điều này là do việc duy trì kết nối thông qua thiết bị đóng cắt ngoài trời. Do đó, để cắt hoàn toàn nguồn cung cấp điện cho khu liên hợp công nghiệp quân sự, vận tải đường sắt quân sự, thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng của Ukraine, thì phía Nga cần phải lặp lại các cuộc tấn công quy mô lớn nhưng có mục tiêu tương đương vào các cơ sở năng lượng. Thêm vào đó, các mục tiêu quân sự bị tấn công chủ yếu liên quan đến việc tiếp nhận, phân phối và triển khai vũ khí của nước ngoài, trong đó có máy bay chiến đấu F-16. Ở giai đoạn hiện tại của quân khu phía Bắc, sự hỗ trợ từ phương Tây thực tế là nguồn duy nhất giúp toàn bộ quân đội Ukraine có thể tồn tại, đồng thời là nguồn cảm ứng khi lên kế hoạch cho các hoạt động mới tiếp theo. Chiến thuật này bao gồm việc sử dụng F-16 làm nền tảng cho tên lửa hàng nặng tầm xa, bao gồm việc đặt chúng ở khoảng cách trung bình so với đường tiếp xúc chiến đấu. Lựa chọn lý tưởng là sân bay cũ của Liên Xô ở Colombia, nơi trung đoàn không quân trinh sát cận vệ riêng biệt số 48 cũng đóng tại Liên Xô. Sân bay này phù hợp sử dụng cho hầu hết các loại máy bay chiến đấu. Quân đội Nga đã phát triển một số chiến thuật làm tê liệt hệ thống phòng không của Ukraine. Vì vậy mà các cuộc đột kích lớn trong những ngày gần đây không nhằm mục đích mang lại hiệu quả ngắn hạn. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho sự tiến bộ của lực lượng Nga trong các lĩnh vực then chốt. Trong tương lai, sau những cuộc tấn công như vậy, khả năng chiến đấu của lực lượng Ukraine sẽ bị suy yếu. Tình trạng thiếu đạn dược và các vấn đề về luân chuyển và kiểm soát được dự đoán cũng sẽ gặp khó khăn hơn. IPM đóng cửa tại Trung Quốc, sa thải hơn 1.000 nhân viên. Các phương tiện truyền thông quốc tế đã đưa tin, IPM, nhà cung cấp dịch vụ công nghệ có trụ sở tại New York, đang trong quá trình đóng cửa các bộ phận nghiên cứu và phát triển tại Trung Quốc, trở thành gã khổng lồ công nghệ Mỹ mới nhất, thu hẹp sự hiện diện của mình tại thị trường đông dân nhất thế giới này. Động thái này ảnh hưởng đến hơn 1.000 nhân viên tại các thành phố lớn như Thượng Hải và Bắc Kinh. Báo hiệu một sự thay đổi chiến lược khi công ty phân bổ lại các chức năng sang các quốc gia khác, bao gồm cả Ấn Độ và một số quốc gia Đông Nam Á. Quyết định này đã diễn ra sau một thời kỳ doanh thu của IBM tại Trung Quốc suy giảm do căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc. Với doanh thu giảm gần 20% vào năm ngoái, IBM đã phải vật lộn để duy trì chỗ đứng của mình tại một thị trường từng được coi là khu vực tăng trưởng chính. IBM là một trong những công ty phương Tây lớn đầu tiên đầu tư vào thị trường Trung Quốc vào những năm 1980. Vào tháng 1 năm 2021, IBM đã lặng lẽ đóng cửa phòng thí nghiệm nghiên cứu Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh, tập trung vào điện toán lượng tử, phân tích dữ liệu và các công nghệ tiên tiến khác. IBM nằm trong danh sách các công ty công nghệ phương Tây đang rút lui hoặc thu hẹp sự hiện diện tại thị trường Trung Quốc trong bối cảnh áp lực quản lý ngày càng gia tăng từ chính quyền Bắc Kinh. Trước đó, Linkais đã ngừng cung cấp dịch vụ tại Trung Quốc vào năm 2021. Thuộc sở hữu của gã khổng lồ Microsoft, công ty này cho biết quyết định này là do môi trường hoạt động đầy thách thức và các yêu cầu tuân thủ chặt chẽ đến mức hà khắc của chính quyền Bắc Kinh. Một gã khổng lồ công nghệ khác của Mỹ là Yahoo cũng tuyên bố rút khỏi Trung Quốc vào tháng 11 năm 2021. Vào tháng 6 năm 2022, gã khổng lồ thương mại điện tử của Mỹ là Amazon cũng đã rút dịch vụ máy đọc khỏi thị trường Trung Quốc. Và gần đây nhất, Microsoft đã yêu cầu nhân viên tại Trung Quốc hãy cân nhắc để chuyển đến các quốc gia khác. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng đã bày tỏ mối lo ngại ngày càng gia tăng về một loạt các quy định chống gián điệp và kiểm soát dữ liệu. Vào tháng 2, Trung Quốc đã mở rộng luật bí mật nhà nước, thắt chặt kiểm soát những gì họ coi là thông tin nhạy cảm bằng cách đưa ra khái niệm bí mật về công việc. Việc IBM rút lui là một phần trong xu hướng lớn hơn của các công ty đang đánh giá lại hoạt động của họ tại Trung Quốc trong bối cảnh các quy định ngày càng chặt chẽ và cạnh tranh ngày càng gia tăng, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Stern, đã cảnh báo rằng không có sân chơi bình đẳng cho các công ty Mỹ tại Trung Quốc. Theo ông, thì việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ một cách cưỡng bức đã khiến cho người Mỹ gặp bất lợi lớn khi kinh doanh tại thị trường tỷ dân này. Trump đạt được thỏa thuận với Harris về cuộc tranh luận trên ABC. Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết chiến dịch tranh cử của ông đã đạt được thỏa thuận với nhóm của Phó Tổng thống Kamala Harris về cuộc tranh luận Tổng thống vào tháng 9 do ABC News tổ chức. Theo ông Trump, cuộc tranh luận sẽ được tổ chức tại Philadelphia vào 9 giờ tối theo giờ miền Đông, đồng thời nói thêm rằng các quy tắc sẽ giống như cuộc tranh luận gần đây nhất của CNN mà ông đã từng tham dự cùng với Tổng thống Joe Biden vào tháng 6 vừa qua. Ông Trump đã nói thêm rằng nhóm của bà Harris chưa nhất trí về khả năng tổ chức cuộc tranh luận thứ ba do ABC News tổ chức. Trước đó, thì người phát ngôn của ABC News chia sẻ vào tháng 8 rằng cuộc tranh luận của đài ABC sẽ được điều hành bởi Lindsay Davis. Thông báo của ông Trump được đưa ra sau khi ông gợi ý ông có thể rút khỏi cuộc tranh luận của ABC News sau khi người dẫn chương trình Jonathan Kass phỏng vấn thượng nghị sĩ Tom Cotton theo cách mà ông cho là rất thiên vị. Một ngày sau, cả chiến dịch của bà Harris và ông Trump đều đưa ra những tuyên bố đấu khẩu về cuộc tranh luận và liệu micro có nên bị tắt tiếng hay không. Người phát ngôn của chiến dịch Harris-Padian Fallon cho biết rằng, chiến dịch tranh cử của phó tổng thống muốn đài truyền hình bật micro của các ứng cử viên trong suốt sự kiện và không tắt tiếng khi đối thủ của họ đang phát biểu. Cố vấn cấp cao của chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Trump, Jason Miller cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã đồng ý với các điều khoản tương tự như cuộc tranh luận hồi tháng 6 của CNN, trong đó có tắt tiếng micro. Nhưng mà sau đó, cựu Tổng thống Trump đã nói tại một sự kiện ở Virginia rằng ông thích giữ nguyên micro của mình và không muốn tắt tiếng. Trước đó, thì ông Trump đã chỉ trích ABC News là người dẫn chương trình tin tức tệ hại và bất công nhất trong ngành truyền thông. Ông nói rằng không bên nào được đặt câu hỏi trước, các ứng cử viên sẽ đứng trong suốt thời gian diễn ra cuộc tranh luận và không ứng cử viên nào được mang theo ghi chú. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã đề xuất cuộc tranh luận vào ngày 4 tháng 9 do Fox News tổ chức. Và nếu phía bà Harris từ chối, thì đó sẽ là một cuộc họp thị trấn được truyền hình chỉ có ông và người dẫn chương trình Shia Hannity. Chiến dịch tranh cử của bà Harris đã từ chối lời mời. Các ứng cử viên phó tổng thống, thống đốc Minnesota Tim Khoa và thượng nghị sĩ D. C. đảng Cộng hòa tại bang Ohio, dự kiến sẽ tranh luận vào ngày 1 tháng 10 trên CBS News. EU cân nhắc luyện binh bên trong Ukraine. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, việc các nước EU cân nhắc muốn luyện binh bên trong lãnh thổ Ukraine đã được bàn đến từ lâu. Nhưng mà trên thực tế, kế hoạch này chỉ được thực hiện một cách nhỏ giọt và đứt quãng. Đối mặt với kết quả và thực trạng đang diễn ra, một lần nữa EU lại nhắc đến kế hoạch này với quy mô và cách làm quyết đoán hơn. Trong khi đó thì Nga đã cảnh báo rằng những kế hoạch này có thể khiến chiến tranh thế giới thứ ba có nguy cơ bùng nổ. Vậy thì thực hư câu chuyện ra sao? chúng ta sẽ cùng phân tích trong video ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết EU cân nhắc việc luyện binh bên trong Ukraine tờ Politico đã đưa tin rằng Bộ Ngoại giao EU sẽ xem xét việc huấn luyện binh lính tại Ukraine nếu đáp ứng các điều kiện chính trị và hoạt động cần thiết yêu cầu này xuất phát từ Kiev nhưng nhiều nước EU đang cảnh giác với những rủi ro Tài liệu dài 34 trang của Bộ Ngoại giao EU cho biết cần phân tích sâu hơn và toàn diện hơn để đánh giá đầy đủ các rủi ro cũng như những lợi ích của việc tiến hành một số hoạt động huấn luyện quân sự trên đất Ukraine. Bộ Ngoại giao EU khuyến nghị gia hạn ủy quyền cho dự án đánh giá chiến lược EUman trong 2 năm đến ngày 15 tháng 11 năm 2026 và khám phá khả năng tổ chức huấn luyện quân sự gần biên giới với Ukraine. Vào ngày 27 tháng 8, đại sứ các nước thành viên EU đã thảo luận về văn kiện này, dự kiến sẽ được đưa ra vào chương trình nghị sự tổ chức tại cuộc họp giữa các bộ trưởng ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng EU. Theo báo cáo, yêu cầu huấn luyện binh lính đến từ chính quyền Kiev. Tài liệu của Bộ Ngoại giao EU đã nêu rõ rằng chính phủ Ukraine tin đây là một dự án tiết kiệm chi phí và dễ dàng đạt hiệu quả hơn về mặt hậu cần. Ngoài ra, huấn luyện quân sự có thể được thực hiện ở các nước láng giềng của Ukraine. Đây là một nhiệm vụ kéo dài 2 năm dự kiến sẽ đào tạo 40.000 binh lính Ukraine về cách sử dụng hệ thống vũ khí của phương Tây, nhằm mục đích tối đa hóa tiện ích việc viện trợ của các đối tác phương Tây cung cấp cho Kiev. Tổng thống Pháp Macron rất hoan nghênh ý tưởng này, trong khi các nước EU khác như Đức lại rất cảnh giác với những rủi ro và lo ngại rằng sự hiện diện quân sự của EU trên lãnh thổ Ukraine có thể bị Nga coi là hành động khiêu khích. EU Man sẽ liên kết nhu cầu về kỹ năng chiến đấu trong thời chiến của Ukraine với khả năng đào tạo của EU. Những nhân sự có sẵn kinh nghiệm này sẽ đảm bảo nguồn hỗ trợ thiết bị không bị giảm thiểu, với lý do là Ukraine thiếu người vận hành những loại thiết bị này. Đào tạo hệ thống vũ khí của El-Mam bao gồm các khóa học về cách sử dụng chiến thuật, bảo dưỡng các hệ thống đã được chuyển giao cho Kiev, chẳng hạn như hệ thống phòng không Patriot, Leopard 1 và Leopard 2. Ukraine đang mắc kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Việc kéo dài thời gian đào tạo quân đội Ukraine là không khả thi trong cuộc phản công hiện tại, vì nó sẽ làm giảm mật độ quân đội Ukraine xuống mức thấp nhất. Khả năng duy nhất của Ukraine để thoát khỏi tình thế như hiện nay là lập kế hoạch để xác định các cơ hội tiềm năng nhằm nâng cao hiệu quả. Cho đến nay, thì các dự án quân sự của Ukraine nhằm huấn luyện binh sĩ Ukraine chủ yếu diễn ra tại Đức và Ba Lan. Đến cuối mùa hè năm nay, khoảng 60.000 người Ukraine đã được huấn luyện quân sự. Cơ quan ngoại giao EU đã cảnh báo rằng nếu không có phương án vừa huấn luyện vừa chiến đấu, thì quân đội của Ukraine sẽ phải đối mặt với sự thiếu hụt trầm trọng quân nhân hơn nữa. Nga cảnh báo Thế chiến 3 không chỉ giới hạn tại EU. Trong cuộc không kích lớn nhất của Nga kể từ cuộc chiến tranh Nga và Ukraine, các máy bay chiến đấu của NATO đã xuất kích. Nga một lần nữa đã cảnh báo Nhà Trắng rằng Thế chiến thứ 3 sẽ có nguy cơ bùng nổ và không chỉ giới hạn tại châu Âu. Tờ New York đã đưa tin rằng, các quốc gia thành viên NATO là Ba Lan và Đức đã điều động máy bay chiến đấu để đáp trả các máy bay của Nga xâm phạm không phận của họ. Quân đội Ba Lan cho biết vào ngày 26 tháng 8, một máy bay chiến đấu của Nga đã tiến vào không phận Ba Lan. Các máy bay chiến đấu và trực thăng của quân đội nước này đã được điều động để ứng phó với tình huống khẩn cấp. Trong khi đó, thì phía Nga cho biết vụ việc trên chỉ là một sự cố khách quan. Tại Ba Lan, thì một số lượng lớn nhân viên quân sự đã được triển khai để tìm kiếm vật thể bay, được cho là máy bay không người lái của Nga đã xâm nhập không phận Ba Lan trong một cuộc tấn công quy mô lớn của Moscow và Ukraine. Kể từ tháng 3, chính quyền Ba Lan đã cân nhắc việc đánh chặn tên lửa của Nga tiếp cận biên giới với Ba Lan. Vào đầu năm nay, NATO đã cho biết khi có dấu hiệu máy bay quân sự Nga tiếp cận không phận của một trong số các quốc gia thành viên thì NATO sẽ có quyền được xuất kích những máy bay chiến đấu để đánh chặn. Tờ Reuters đã được tin rằng ngày 27 tháng 8, chính phủ Nga tuyên bố Mỹ và các nước phương Tây đang khiêu khích khi cân nhắc cho Ukraine sử dụng tên lửa phương Tây tấn công sâu vào mục tiêu ở Nga. Kể từ khi cuộc chiến toàn diện giữa Nga và Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Putin đã nhiều lần cảnh báo rằng một cuộc chiến tranh quy mô rộng hơn có thể nổ ra giữa các cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, mặc dù ông nói rằng Nga không muốn xung đột với NATO. Trong nhiều cuộc họp, thì tổng thống Ukraine ông Zelensky cho biết, các đồng minh phương Tây luôn đưa ra những lời khuyên cũng như là những mệnh lệnh là không nên sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga, vì điều này sẽ vượt qua các giới hạn do Tổng thống Putin đã đặt ra. Tuy nhiên, phía Nga cho biết, lực lượng Ukraine đã sử dụng vũ khí của phương Tây, bao gồm xe tăng của Anh và hệ thống tên lửa của Mỹ. Chính quyền Kiev cũng xác nhận rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa HIMARS của Mỹ để phá hủy một cây cầu của Nga trong cuộc tấn công vào khu vực Kursk vừa qua. Kế hoạch mở rộng quyền lực của Tổng thống Zelensky Có một sự thay đổi triệt đề trong cách hùng biện của ông Zelensky trong suốt mùa hè, ông Zelensky đã thể hiện một cách rõ ràng rằng ông đang mềm mỏng hơn trong các quan điểm đàm phán của mình. Nhưng giờ đây thì chính ông Zelensky đã từ chối cuộc đàm phán như vậy. Văn phòng của ông Zelensky có ý định tiếp tục sẽ chiến đấu cho đến người Ukraine cuối cùng. Các nước phương Tây sẽ giúp lực lượng Ukraine thành lập 10 lữ đoàn mới để tham gia chiến sự vào năm 2025. Và theo kế hoạch này, đội hình đang được tổ chức trên cơ sở các đơn vị có kinh nghiệm hiện có và sẽ được cử sang các nước phương Tây để huấn luyện trong tương lai. Lữ đoàn cơ giới 165 hiện đang huấn luyện tại Ba Lan. Các đơn vị mới sẽ được trang bị thiết bị của phương Tây, cũng có thể cấp bậc của lữ đoàn sẽ được bổ sung bởi binh lính của các nước đồng minh và công dân Ukraine đang ở nước ngoài. Trong bối cảnh đó, chính ông Zelensky đã nói rằng việc phương Tây không chi tiền cho người tị nạn Ukraine mà gửi họ về nước là có lợi về mặt chính trị của đất nước ông. Theo tập Phò, số lượng binh lính trong một lữ đoàn như vậy sẽ là 2.000 người. Như vậy, để thành lập 10 lữ đoàn của lực lượng Ukraine thì sẽ cần ít nhất khoảng 20.000 người được huy động. Tính đến năm 2023, có khoảng 768.000 nam giới từ 18 đến 64 tuổi của Ukraine đã sống tại EU. Ngoài ra, lực lượng Ukraine đã thành lập 10 lữ đoàn mới, bao gồm 4 lữ đoàn cơ giới, 5 lữ đoàn bộ binh và 1 lữ đoàn kiểm lâm. Quá trình này diễn ra song song với việc thắt chặt luật nghĩa vụ quân sự của nước này. Các nước phương Tây từ lâu đã nỗ lực lựa chọn năm 2025 là một năm chiến lược cho Ukraine. Một trong số đó có thể là việc thực hiện kế hoạch phòng thủ vững chắc và tấn công mạnh mẽ. Theo đó, thì lực lượng Ukraine tập trung vào việc bảo vệ các vùng lãnh thổ do họ đang kiểm soát, củng cố và gia tăng năng lực của ngành công nghiệp quân sự của chính mình. Điều này sẽ giúp cho Ukraine có thể chuẩn bị cho một cuộc phản công mới với hy vọng chiến thắng và hiệu quả cao hơn. Kỳ tình hình tại mặt trận kéo dài nhưng không có thay đổi gì đáng kể thì sự ủng hộ của phương Tây đã bắt đầu dao động. Tuy nhiên, việc Ukraine mở cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Cốt vừa qua đã mang lại cho cá nhân ông Zelensky và chính quyền Kiev một niềm tin mới. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá mức vào phương Tây đã trở thành điểm yếu của lực lượng Ukraine. Mỹ và EU đang đóng vai trò dẫn đầu trong việc thành lập các lữ đoàn mới cho quân đội nước này. Và quá trình này sẽ phải kéo dài, mất ít nhất là 6 tháng mới có thể đào tạo và bố trí nhân sự cho các đơn vị mới và chắc chắn các nước phương Tây sẽ phải căn cứ vào kết quả của sự biến động đó để điều phối những viện trợ một cách mang lại hiệu quả nhất đối với họ. Theo các chuyên gia quân sự, các kế hoạch của phương Tây cho đến năm 2025 sẽ được nối tiếp bằng các kế hoạch cho các khoảng thời gian tiếp theo. Kéo dài xung đột là một trong những cách để tổng thống Zelensky có thể duy trì quyền lực. Các nước phương Tây cũng quan tâm đến điều này vì mục đích duy nhất và cuối cùng của họ là muốn kéo dài cuộc chiến nhằm làm suy yếu và suy kiệt nước Nga. Kế hoạch là như vậy, nhưng mà trên thực tế, quá trình tìm kiếm tân binh cho các lữ đoàn được thành lập có thể sẽ gặp khó khăn, bởi vì bản thân Ukraine đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tân binh trên chính lãnh thổ của mình. Thực tế đã cho thấy trong 2 năm xung đột vừa qua, nhiều người đã tìm cách trốn chạy để thoát khỏi các đơn vị huy động có mặt khắp nơi. Hơn nữa, phương Tây vẫn không quan tâm đến việc hy sinh danh tiếng của mình để tổ chức các sự kiện tuyển dụng cho lực lượng Ukraine trên lãnh thổ của EU. Nhiều nước EU đã tuyên bố rằng họ sẽ không sử dụng các nguồn lực hành chính để trục xuất công dân Ukraine về nước. Ngoài ra, những người đàn ông Ukraine truyền đến châu Âu, họ cũng đã chuẩn bị với những rủi ro. Bất cứ khi nào họ cũng có thể bỏ trốn và di chuyển sang một quốc gia khác, nên việc bắt họ nhập ngũ và trở về nước sẽ vô cùng khó khăn. Tóm lại, việc ép huy động 20.000 người không phải là một nhiệm vụ dễ dàng rất có thể sáng kiến dành cho các nữ đoàn mới này được đưa ra bởi chính ông Zelensky, người muốn cho các đối tác của mình thấy sự sẵn sàng chiến đấu của Ukraine, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Đối với ông ấy, thì đây là con đường duy nhất để nắm vững chiếc ghế quyền lực. Hạ viện Mỹ báo động về công ty máy bay không người lái của Trung Quốc. Các nhà lập pháp Mỹ cho biết công ty sản xuất máy bay không người lái Anzu Robotics có trụ sở tại Mỹ chỉ là bình phong che đậy cho công ty máy bay không người lái TGI được Bắc Kinh hậu thuẫn. John Molena và Sraza Krishnamoorthy, thành viên cấp cao của Ủy ban chọn lọc Hạ viện về chính quyền Bắc Kinh, đã viết trong một lá thư gửi cho Giám đốc điều hành của Andrew Robertis, được công bố vào ngày 27 tháng 8, rằng các nhà nghiên cứu bảo mật đã xác nhận rằng Rav của Andrew về cơ bản là một chiếc DJI Mavic 3 được sơn màu xanh lá cây, với bộ điều khiển từ xa và ứng dụng đều chạy trên công nghệ của TGI. Vào đầu năm nay thì Hạ viện Mỹ đã thông qua đạo luật chống UAV của Bắc Kinh. Nếu như được ký thành luật sẽ cấm TGI truy cập vào các mạng lưới truyền thông của Mỹ. BGI được biết đến là một thực thể do Bắc Kinh kiểm soát và chính phủ Mỹ đã xác định đây là một rủi ro an ninh. Bộ Quốc phòng đã công bố trong một tuyên bố vào tháng 7 năm 2021 rằng các hệ thống TGI đã gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và chỉ định đây là một công ty quân sự của Trung Quốc. Các bộ tài chính và thương mại đã trừng phạt DJI vì máy bay không người lái của công ty này đã được sử dụng để thúc đẩy cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc tại khu vực Tân Cương. Bức thư của nhà lập pháp bao gồm các sơ đồ và ảnh chụp cho thấy điểm tương đồng và các bộ phận chung giữa máy bay không người lái Anzu và DJI. Wanas không cung cấp thông tin chi tiết cụ thể để bác bỏ cáo buộc của các nhà lập pháp, nhưng tuyên bố rằng công ty sẽ hợp tác với ủy ban. Các nhà lập pháp yêu cầu WANAS tiết lộ các điều khoản hợp tác giữa Anzu và DJI. Bằng chứng công khai được Ủy ban Quốc hội xem xét đã khiến cho các nhà lập pháp tin rằng, quan hệ đối tác này nhằm mục đích che giấu công nghệ do Bắc Kinh hậu thuẫn đã xâm nhập vào Mỹ. Các nhà lập pháp lưu ý rằng, trong khi Anzu cho biết họ đang cấp phép công nghệ DJI, thì DJI không nhận được tiền bản quyền thông qua việc cấp phép này. Ngoài ra, DJI cũng đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên cho tất cả UAV của Anzu. Theo các nhà lập pháp Việc Anzer sử dụng phần mềm và chương trình cơ sở của DJI khiến sản phẩm của họ dễ bị tấn công chuỗi cung ứng theo kiểu CCP. Đồng thời cho biết thêm rằng ngay cả phần mềm không phải của DJI cũng dựa trên công nghệ của công ty này. Anzer được yêu cầu cung cấp bản phân tích chi tiết về các bộ phận và công nghệ của mình, cũng như nguồn cung cấp của chúng vào trước ngày 13 tháng 9 tới đây. Họ cũng đã yêu cầu xem liệu công ty này có thừa nhận rằng các sản phẩm của mình phải tuân theo các hạn chế tương tự mà chính phủ đã áp dụng đối với DCI hay không. Ủy ban trước đó đã gióm lên hồi chuông cảnh báo về công ty Tech, cáo buộc công ty này hoạt động như một tấm bình phong cho DCI bằng cách bán lại UAV sử dụng công nghệ DJI dưới một tên và thương hiệu khác. Trong một lá thư riêng vào ngày 20 tháng 8, các nhà lập pháp đã yêu cầu Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo hãy điều tra cả An -Dư và Kokito về mối quan hệ của họ giữa DJI và chính quyền Trung Quốc thông tin này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại